Cho nên ở đời nó có một cái câu này. Em nghe câu mà các bạn hay ngồi mà nói với nhau là nghề chọn người hay là người chọn nghề chưa? Nghề sẽ rèn người. À, ok. Nghề sẽ rèn người, cho nên ví dụ như một bạn nào đó mà làm trong cái công ty mà giống như em nói đi, và cái kiểu làm việc như vậy bạn chịu không nổi trong nửa năm thì bạn buộc phải nghỉ thôi. Còn bạn không nghỉ thì bạn sẽ bị trầm cảm trong công việc, bạn chết trong văn phòng. Ok. Thì lúc này với một cái người lao động mà không đảm bảo được cái chất lượng lao động như vậy thì bạn không nghỉ, người khác không cho bạn nghỉ. Cho nên là nghề nó sẽ rèn người. Có lẽ chị nói đúng về chuyện nghề rèn người. Nhưng mà như vậy nè,